Healthy Care sữa bò non Colostrum Milk Powder 300g là sản phẩm sữa bột được chiết xuất từ 100% sữa bò non Úc nguyên chất. Đây là sản phẩm sữa chuyên biệt về dinh dưỡng giúp tăng cường sức đề kháng và thúc đẩy tăng cường thể chất của trẻ. Xuất xứ Úc, thương hiệu Healthy Care. Sữa bò non Healthy Care của Úc mang những giá trị nguyên sơ vốn có trong nguồn sữa non nguyên chất của bò. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đảm bảo vệ sinh và giữ được những nguồn lợi tuyệt vời vốn có trong sữa non. Healthy Care Colostrum Powder 300g không phải là sữa bột thông thường nhằm cung cấp năng lượng, giúp trẻ tăng cân, mà là sản phẩm chuyên biệt giúp tăng cường sức đề kháng và thúc đẩy tăng trưởng thể chất của trẻ. Sản phẩm hoàn toàn có thể dành cho mọi người, vừa cung cấp năng lượng, tăng cường miễn dịch, chuyển hóa, thúc đẩy tiêu hóa và hấp thu, tăng trưởng thể chất và trí lực mà còn có thể chống suy nhược, lão hóa, duy trì sự khỏe mạnh, trẻ trung. Công dụng chính của sữa bò non Colostrum Milk Powder Healthy Care: cung cấp protein, các loại vitamin và khoáng chất cho cơ thể, tăng năng lượng, giúp bé phát triển khỏe mạnh, chống suy dinh dưỡng, thấp còi, bồi bổ cơ thể và phục hồi sức khỏe cho những người thường xuyên suy nhược, mệt mỏi, căng thẳng, tăng cường sức khỏe cho người già. Sữa non Healthy Care 300g cung cấp hàm lượng kháng thể LGG cao, giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, bảo vệ cơ thể trước các tác động từ môi trường bên ngoài, ngăn ngừa các bệnh vặt, kích thích hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, tăng cường khả năng hấp thu dưỡng chất, giúp cho bé tăng trưởng tốt về thể lực và tăng cân nhanh chóng, thúc đẩy mô, xương, sụn, cơ, răng phát triển, duy trì sự tăng trưởng tốt cho bé trong giai đoạn tăng trưởng những năm đầu đời. Sữa non Colostrum Milk Powder của Úc giúp duy trì tuổi thanh xuân, chống lão hóa, giúp bổ sung nội tiết tố cho làn da săn chắc, hồng hào, mịn màng, loại bỏ các gốc tự do gây nám, tàn nhang, đồng thời hỗ trợ rối loạn tiền mãn kinh ở phụ nữ, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, loãng xương, ung thư. Thành phần của sữa bò non Colostrum Milk Powder, sữa non Healthy Care của Úc 300 gồm bột sữa non 20% LGG, sữa bột nguyên kem, đường, canxi phốt phát, whey protein concentrate, hương vanilla. Sữa bò non Colostrum Milk Powder 300g dành cho ai? Sữa non dành cho trẻ sơ sinh, trẻ em đang giai đoạn tăng trưởng, người già yếu, người vừa ốm bệnh cần tăng cường sức khỏe, người suy dinh dưỡng, hay mệt mỏi, căng thẳng. Giới thiệu về thương hiệu Healthy Care. Healthy Care là một trong những thương hiệu chăm sóc sức khỏe tự nhiên hàng đầu tại nước Úc, trở thành lựa chọn hàng đầu của người dân trong việc chăm sóc sức khỏe. Tất cả các sản phẩm của Healthy Care 100% xuất xứ và sở hữu của Úc, được sản xuất ra với sự tham vấn của hơn 250 dược sĩ và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Mục tiêu của thương hiệu này là cung cấp nguồn sản phẩm sức khỏe tự nhiên tốt nhất cho thế giới và trở thành lựa chọn hàng đầu của mọi người trong việc chăm sóc sức khỏe.